Túi Si Bình Vũ xin kính chào tất cả các cô chú và anh chị. Kênh của em bán những chiếc túi sách là hàng đã qua sử dụng. Tất cả sản phẩm bên em đều free ship. Anh chị chỉ cần trả đúng số tiền em đã báo trên video. Số điện thoại và Zalo em để bên góc trái của màn hình, cũng như là mã số và giá tiền. Em xin lưu ý là em không chốt hàng trên chức năng bình luận của YouTube. Tất cả đều qua Zalo và điện thoại. Và em nghĩ tốt nhất là trên Zalo thì sẽ thuận tiện rất là nhiều. Các anh chị nào là tín đồ của hàng Si, nếu tình cờ lướt YouTube thấy kênh Túi Si Bình Vũ của em thì xin hãy giúp em, cho em xin một lượt đăng ký, cũng như là giới thiệu gia đình bạn bè, và hãy nhấn vào nút chuông thông báo để tất cả các video sau của em mọi người có thể xem và có thể có được nhiều sự lựa chọn để có thể chọn cho mình một chiếc túi thật sự ưng ý, với giá cả là hợp lý nhất có thể. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Em xin cảm ơn. Và đầu tiên em giới thiệu mọi người là một chiếc túi màu tím, da bò dập vân đà điểu. Túi không có thiết kế dây đeo, chỉ xách tay, có hiệu ly, độ mới trên 90%. Phơm này thì phơm công sở, đi tiệc đều được. Đây nó có cái dây tua rua, cái dây này thì mấy chị nào mà thích thì để, còn không thì mình vẫn có thể tháo ra được, thích sự đơn giản thì mình tháo ra. Độ mới cao, khoen khóa thì còn vàng luôn, vàng ươm luôn, rất là mới. Một đấy, bên trong mặt sau thì có một dây kéo nhỏ, có một ngăn nhỏ chứ. Rồi lót vải, bên trong là có hai ngăn lớn. Em cho mọi người xem bên trong. Bên trong thì có hai ngăn lớn và một cái dây kéo miệng. Này có hai ngăn nhỏ. Bên đây thì có một cái dây kéo, có một cái kéo nhỏ. Có vải màu nâu. Ngăn giữa thì dây kéo là có hai cái dây kéo luôn, hai cái đầu dây kéo luôn, nó kéo rất là sâu. Rồi chính bên trong thì rất là rộng luôn, hai ngăn, rồi chính giữa thêm một cái dây kéo nữa. Những cái đồ mà tiền điện thoại thì mình để vô ngăn này thì nó không có rớt. Có hiệu nha mọi người, rất là đẹp. Màu tím này thì nó cũng rất là ít có, hầu như là màu đen, màu đỏ rồi thì rất là nhiều, nhưng cái màu này thì lâu lâu mình mới thấy thôi. Chị nào mà yêu màu tím thì em nghĩ sẽ yêu thích chiếc túi này. Size của em này cao 22, ngang 29, đáy 10 phân, em bán là 420k, mã là 568. Em này rất là xinh. Rồi em xin lên em tiếp theo. Tiếp theo là một em đi tiệc, màu đen, cũng là da bò dập vân đà điểu. Túi này thì độ mới 85%. Cái nút này thì nó có hai màu, một trên này là màu trắng, ở dưới này là màu vàng. Cái nút này thì cũng là màu trắng, bên đây là màu vàng. Dây bản là hai phân. Dây này thì mình có thể là đổi, là tháo ra thành dây đeo vai thôi, không thiết kế đeo được dây chéo tại vì nó không có dài. Bên hông phơm còn rất là cứng luôn, không có độn, nó vẫn đứng phơm, không có độn, bên trong nó vẫn đứng phơm, rất là mới. Hai mặt ngoài này không thì không có dây kéo, không có khóa, thêm cái khóa mà bên trong em cho mọi người xem. Phần này thì là lót da. Hai ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Này là lót vải rất là sạch. Bên trong thì rất là mới, hầu như là không có một cái vết dơ nào luôn. Túi này đi tiệc rất là sang. Túi này cao 18, ngang 26, đáy 7 phân.
Em bán là 420k, mã là 168. Xinh cực kỳ luôn. Em lên em tiếp theo. Em tiếp theo là một em nai web của Mỹ. Túi tốt, dạng tốt, dáng tốt. Cái phần này là da thời trang thôi. Cái phần này là vải canvas. Ở dưới đây cũng là da. Bên trong độ mới là 85%. Rồi bên trong thì nó chỉ có một một ngăn như thế này rồi nó hết miệng. Có một khóa kéo đây. Cái hiệu này quét. À không, có một cái dây kéo giữa nữa. Rồi, có một dây kéo giữa chúng mình để điện thoại, tiền, những đồ giá trị. Rồi bên đây thì có hai cái ngăn nhỏ. Lót vải màu vàng. Màu vàng nhạt. Độ mới 85%. Túi này thì chị em công sở đựng được rất là nhiều đồ. Túi đeo vai, không có dây đeo chéo. Không có thiết kế dây đeo chéo. Rất là đẹp nhật, đựng được hầu như cái này là đựng rất là nhiều đồ luôn. Size của em này cao 26, ngang 40, đáy 12. Em bán là 250k, mã 768. Một em có hiệu của Mỹ, Odo, phơm bì thư, dán là dây sách, dây đeo vai, đeo chéo, dây tăng giảm được. Bản là 2 phân, khóa thì còn mới lắm, khóa thì rồi còn vàng cũng không có bị oxy hóa gì hết. Nút thì bấm lên như thế này, độ mới rất là cao. Túi này độ mới 90%, da mềm, phơm mỏng, phơm bì thư. Túi này thì bên trong chỉ là một một cái nắp đậy lại như vậy thôi, không có khóa miệng. Lớp phần này là lót da. Bên trong thì có một dây kéo nhỏ. Rồi một ngăn nữa là nút nút bấm. Bên trong cũng rất là rộng, phơm mỏng nhưng mà nó lại rộng. Tại vì chiều ngang nó cũng có chiều ngang. Cái túi cái hiệu này thì thường nó có hay có đóng đóng tắt như thế này. Độ mới cao, có hiệu. Em bán cái túi này là 280k, mã là 068. Size của nó là cao là 22, chiều ngang là 30. Em này đeo chéo rất là dễ thương. Tiếp tục là một em dán công sở. Túi này độ mới rất là cao, không có thiết kế dây đeo, chỉ là xách tay đeo vai thôi. Phơm to. Mặt trước là một giống này, nó có cái miếng dây này giống như là một cái nơ. Mặt sau là một dây kéo. Lót vải. Túi này màu đen nhưng mà nó may cái chỉ màu vàng thì nhìn cái túi nó hơi rất là nổi. Da bò dập vân xấu, phủ bóng. Bên hông. Có 2 khóa miệng. Đấy, còn rất là mới, không có trầy xước gì hết. Bên trong lót vải luôn. Cái này là có một cái dây kéo. Lót rất là sạch. Rất là sạch. Rồi, bên đây là có 2 cái ngăn nhỏ và có cái hiệu của nó này, hơi gặp không. Chính giữa có khóa kéo miệng. Hai ngăn nhỏ. Bên đây thì để thẻ, có nhiều ngăn để mình để thẻ, để kẹp. Rất là rộng luôn. Cái này mình đựng được vô số đồ thứ luôn. Này là các chị công là đi làm công sở thì đựng giấy tờ đồ rất là nhiều luôn. Đẹp nha. Em bán cái túi này là 280k, cao là 28, ngang là 38,
đáy 10 phân, mã của em là 868. Túi này thì thích hợp với những chị mà có dáng người to cao thì đeo sẽ rất là sang. Đây là một em ba lô. Ba lô này là chưa qua sử dụng, nhưng mà ở ngoài thì độ mới nó chỉ 85% thôi, chưa tháo. Đây siêu, chưa tháo siêu, hầu như kéo chưa tháo. Em này là hiệu của Ý. Khoen phá thì coi mẹ, mọi người nhìn nè, nó vàng mà nó dày cui luôn. Đây, hiệu của nó. Da mềm, da bò thịt, miệng rút. Ba lô thì nó chỉ có một thượng, nó một lớn thôi. Rồi bên trong nó có một cái dây kéo nhỏ. Đây bên đây nó cũng chưa cái đầu về dây kéo, nó vẫn chưa tháo luôn, tháo siêu luôn. Rồi một dây kéo ngăn nhỏ. Đây có cái hiệu mát, cái Italy. Bên trong này là lót vải Roberto Cavallo, lót vải của hãng luôn, màu nâu. Túi này thì chưa sử dụng. Đúng rồi, em này là có cái lỗi. Đây mọi người nhìn đây nè, nó bị răng răng cái phần này nè. Đó, em sale giá nếu mà cái này mà nó không có cái lỗi này thì giá nó cũng cao, nhưng mà nó có lỗi. Mặt sau nó có một cái dây kéo nữa, có một ngăn nữa, ngăn nhỏ. Cũng tới đây. Túi này cao là 28, ngang là 32, đáy là 12. Em bán là 300k. Mã là 268. 300k cho một em hàng hiệu Quý. Túi này thì cái da và cái hiệu này hàng của Ý thì em độ bền của nó sẽ rất là cao. Và em tiếp tục. Em một em dù. Em này thì hiệu của Pháp. Charles Jordan. Hiệu của nó để trên cái dây luôn. Lên trên cái dây luôn. Dây này là dây dù bạn 4 phân. Cái phần này nè, cái này nè là vải, cũng là logo của hãng. Bên đây là có một hai ngăn hít, một dây kéo. Lót kaki F3. Rồi, đây là cái khóa kéo, nó cũng là cái logo của chữ tắt của hãng. Bên đây có một ngăn. Có một nút hít. Rồi, mặt sau có hai dây kéo. Hai dây kéo này. Dây kéo rất là ngọt. Rồi bên trong. Dây này thì mình tăng giảm, đeo vai đeo chéo, dây còn rất là mới. Túi dù thì nó bền. Tài sẽ rất là bền và nó nhẹ. Da thì mình xài nó hơi bị nặng. Này bên đây có hai ngăn. Rồi mặt bên này. Đây, Charles Jordan. Paris. Bên đây là có một cái dây kéo nữa nè. Có một ngăn dây kéo. Tổng thể nó là chỉ có một ngăn lớn thôi. Bên trong thì có một ngăn lớn, nhưng mà nó bên ngoài nó tới có ba khóa kéo và hai ngăn nhỏ này nữa. Em này thì độ mới là 80%. Em bán là 320k. Cao là 23, ngang 26, đáy 11. Mã của em này là 668. 320k cho một em hàng hiệu của Pháp. Rồi, tiếp theo là một em túi điện thoại màu đỏ. Túi này thì dây là tăng giảm, đeo vai đeo chéo, bản được 2 phân, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà túi này thì chỉ đựng được những cái dòng điện thoại thường thôi. Smartphone thì giống như mấy dòng lớn á, thì 14 rồi này thì em nghĩ là nó không vừa. Bên đây là có hai ngăn nhỏ. Đây, hai ngăn này thì mình chỉ đựng là
thẻ xe rồi lặt vặt nhỏ nhỏ rồi thôi, rồi một ngăn kéo, ngăn khóa kéo, rồi sẽ tì, rồi bên trong hai ngăn lớn, một dây kéo và một khóa thích. Đây, đây cái hiệu của nó đây. Bên trong là lớp vải kaki màu đỏ, một nút bấm. Bên đây thì có rất là nhiều ngăn mà để mình đựng thẻ, đựng cạc nè. Này, có một ngăn nhỏ nữa. Túi này nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó lại rất là nhiều ngăn tùm lum luôn. Cái này mình đựng điện thoại, để các em coi, đựng đứng rồi luôn. Đó, đựng chỉ để đựng những dòng đựng thiện nhỏ thôi, không đựng được to. Da là da bò thật, xinh. Túi này là cao 16, ngang là 18. Em bán là 220k, mã là 368. Em này đeo chéo dễ thương. Rồi, tiếp theo cũng là một em đeo vai nhỏ nhỏ. Túi này là màu nâu. Màu nâu đậm luôn, nâu đen. Da bò, cái mặt trước này thì là da bò dập vân rùa. Đúng rồi. Cái này thì nó không có hiệu, nó chỉ là cái miếng kim loại thôi. Xong. Dây này đeo vai thôi. Có một. Rồi, một ngăn này là dây kéo cái này. À, khoen cái đầu kéo nó thì nó không có còn được mới, nó hơi bị tróc tróc đây. Bên trong lớp vải. Cái ngăn này là ngoài ngăn đạo ngăn trước nè, rồi có một ngăn lớn và bên này nó có hai cái, cái này nó hít cái gì mà nó có cái hai cái miếng dính. Rồi bên đây là nút hít, có một cái kéo này. Nó nhỏ quá, mình nhìn nó ở bên trong không được. Túi này thì mình đựng được dòng điện thoại, chắc đựng đựng đứng lên được cái bề, đứng đựng cái bề này có dây kéo miệng. Nhỏ xinh xinh. Túi này thì kìa phơm dáng và cái màu của nó thì nhìn nó như có vẻ như là cổ cổ. Chị nào thích sự đơn giản thì gọn gọn thì xài cái túi này, sử dụng cái túi này cũng đẹp. Và cái này thì nó lại có một cái điểm điểm trừ, đây là cái phần này đây, nó làm không có được khéo, nó đưa đưa ra, nó không có ôm sát vô vậy. Em nó làm không được giỏi lắm, không được đẹp mắt. Rồi, túi này thì em sale giá cao 16, đáy 9 phân, ngang 18, em bán 180k, mã là 468, xinh xinh. Rồi, còn một em nữa là em này là cũng là túi điện thoại. Em này thì da bò, dập vân đà điểu màu bò. Dây thì 1,5 phân, dây bản 1,5 phân, đeo vai đeo chéo, nếu không cái này thì mình có thể cột lại cũng được. Cái túi này thì nhìn nó có vẻ như bụi bụi, cái màu, từ cái màu cho đến cái kiểu. Cái chỗ này á, là da mộc khắc. Cái túi này thì mình nhìn vô là mình thấy là cái, nếu mà ai mà đã hay sử dụng hàng của Nhật thì nhìn vô là biết cái nó là hàng của Nhật. Đây, cái đáy của nó đây. Túi này thì độ mới 80% thôi. Khóa kéo. Khóa kéo thì IKK. Khóa thì mặt sau nó có một cái dây kéo. Có một ngăn kéo đây. Bên trong là lót da phun sơn. Nhưng mà nó còn mới, nó không có bị dính. Hàng Nhật thì đa số hay 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 có trường hợp là lót phun sơn. Bên trong thì chỉ có một ngăn, một khóa miệng, cái dây kéo miệng. Rồi, bên trong nó có một cái ngăn nhỏ, đây có một ngăn nhỏ không có dây kéo, một ngăn thôi. Rồi bên trong là lót da màu nâu hay da phun sơn, độ mới 80%. Kiểu thì rất là dễ thương. Này đựng được rất cả các dòng điện thoại, thoải mái luôn.
túi này là cao là 24, ngang 21, đáy 6 phân. Em bán là 320k. Mã là 068. Một em túi, túi này là túi du lịch mini, màu bò, da bò, vân xước, cái này là vân xước. Túi này thì chống trầy nè, nó rất bền lắm, nó không có trầy gì hết. Có dây kéo miệng, không có xích, không có dây đeo chéo. Ngăn mặt sau là có một khóa kéo. Ở trong là lót vải chấm bi. Rồi, ở mặt trước nó có một cái miếng này. Này mình đựng cái gì, nó nhỏ nhỏ này, không biết đựng cái gì. Khoan khóa thì vàng tươi. Độ mới rất là cao, độ mới này là 90%. Dây thì dây cái dây này là mình dễ nhận biết là độ mới cao hay không, tại mà dây này còn rất là mới nè. Cái chỗ này là cái tay cầm, thì một cái mọi người hay xách nhiều thì nó sẽ bị cũ ở chỗ đó, nhưng cái túi này nó còn mới tinh. Bên trong thì một ngăn lớn, đây có hai ngăn nhỏ này, bên đây một dây kéo, một khóa kéo có hiệu. Cái phần lót của nó thì cái màu của nó mình mới nhìn thì mình thấy nó giống như là nó dơ dơ, nhưng mà thực ra là nó cái màu của nó là vậy. Hai khóa kéo, hai cái tay phe khóa luôn, khóa rất là nhẹ tay, độ mới cao, phơm đứng. Túi này thì size là cao 26, ngang 39, đáy 14. Em bán là 320k, mã là 968. Túi này mới lắm, rất là mới luôn. Em xin kết thúc video tại đây. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của các cô chú và anh chị. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.